Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhuobo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hữu Bộ, xin chào các chào anh em. Tôi Tân Tiến, chào các chào anh em. Tôi Hữu Sử, chào các chào anh em. Tôi Đơn Trẻ, chào các chào anh em. Tôi Hữu Mạnh, chào các chào anh em. Ok các bạn ạ, thì hôm nay thì mình có chuẩn bị 4 cái thau rất là to luôn và rất là nhiều đá. Hôm nay mình sẽ làm một trận chiến cho 4 thằng này chơi các bạn ạ. Thì là hôm nay trận chiến này sẽ có tên là ai mà ngồi trong chậu nước đá này lâu nhất thì sẽ nhận được 10 triệu. Nhưng mà bọn này nhận 10 triệu của mình hơi bị nhiều rồi. Hôm nay là mình sẽ không thể một mình bỏ ra 10 triệu được. Và luật chơi sẽ là 4 thằng cùng ngồi vào chậu đá. Thằng nào lên trước, lên đầu tiên ấy, thì sẽ mất 1 triệu rưỡi. Cái thằng thứ hai sẽ mất 1 triệu và thằng thứ ba sẽ mất 500. Còn thằng cuối cùng mà lên ấy, thì thằng đó sẽ nhận được 10 triệu con ạ. Thì là 1 triệu rưỡi này, hoặc 500 cộng 1 triệu là đi 3 triệu rồi. Tức là trận này thì mình chỉ phải bỏ ra 7 triệu, còn 3 triệu kia là mấy anh em góp lại với nhau. Ôi, mình... nhưng mà chiều nó rủ đi hát hết tiền rồi. Vẫn còn. Đấy, có lại rủ đi à? Và bây giờ thì mình sẽ bơm nước vào đây và sẽ cho đá, sẽ cho từ từ con ạ. Để xem hôm nay ai sẽ là người gọi là ngồi lâu nhất. Anh em có đồng ý với trận chiến này và luật chơi của trận chiến này nó chính là sẽ là mất tiền nếu mà lên trước không? Bởi vì anh em nó ăn nhiều rồi các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ phải cho nhằn ra các bạn ạ. Cho nhì ra luôn. Thế thoát ý thế nào? Tí sẽ phải cởi áo ra. Cá rồi. Em tưởng cởi tất thì không, anh em sẽ được mặc quần và ngồi trong những chậu nước đá này. Nói chung là đây là hôm nay anh em được phục vụ các bạn ạ. Nào bây giờ không nói nhiều, anh em đi lấy nước và để chuẩn bị chơi trận chiến thôi. Ông này yếu chưa đầy 10 giây đã xả. Hôm nay thời tiết nó kiểu nắng rất là to con ạ, nóng quá nên là anh em làm trò này thì để cho dịu mát bớt cơ thể đi. Ở đây thiệt mình cất tặng vào đây. Anh em kéo ra đây, kéo đi. Đưa nước này anh bơm nhau. Đưa nước này anh kéo. Ngồi luôn. Ngồi luôn anh đưa nước vào đây luôn. Sao ạ? Nước mát đó, có đá đó, cả mát luôn. Không hiểu, không rồi thì chảy áo. Chị kêu bài đấy. Hả? Chị kêu bài. Chị kêu bài. Đen, dữ tàn. Dạ, đất trắng chảo lắm sợ. Nào sao nhận cái câu nào mà... Cái thằng đi xe xì đi chơi cả. Tao làm những cái câu nào mà hợp với phong thủy thì nhận luôn đi. Em hợp phong này đi. Tao này. Tao này. Ui dồi ôi. Ôi phi luôn anh. Phi luôn, ngồi luôn. Xem sau nào hợp với mạnh thì nhận luôn. Ủa mát, nước mát. Nó chơi ngồi nào. Ngồi vào đi để anh còn biết trọng sẽ thích của nước. Lại bán luôn đấy. Tạ luôn. Mát chưa. Thế mát người chưa? Ui lạnh. Ui nó không đã lạnh gì rồi. Tôi có điện thoại tiếng đây. Ủa chị bỏ hết rồi. Ship có. Ủa trời ơi, lưu ổn đấy nè. Đồ chết nước, đồ chết nước. Đồ chết nước rồi. Kì lắm, cho nó tắm luôn. Tiến được bơm đầy thau thấy như nào rồi nhỉ? Ủa anh ạ, bắt đầu đổ ra gà, thế mà tí không biết đổ đá vào thì. Đấy, tí đổ đá vào là chắc là còn mát nữa các bạn. Ủa. Và nước thì đã bơm đầy cho anh em rồi, chuẩn bị bây giờ sẽ là chuẩn bị trận chiến luôn này. Nào anh em mà tập trung nào. Tặng mỗi anh em một túi trước. Mỗi anh em ôm một túi trước. Nào mỗi anh em ôm một túi đi. Đánh hạ.
Được đi chưa nào? Ôi em đi tắm từ trước rồi không có cái. Anh em phấn chắc. Là anh em đã anh em đã cảm thấy nước ở trong thau của mình đã đủ chưa? Đúng rồi. Anh em sẵn sàng với trận chiến này chưa? Đây là mới là chỉ là một cúi trước, nếu mà một lát nữa mà không anh em nào mà kiểu chịu đứng dậy thì sẽ tiếp tục là cúi thứ hai tiếp vào trong cái thau này. Để khi nào anh em chịu mức độ tăng lên à? Đó, mức độ tăng lên à? Đúng rồi, mức độ tăng lên. Nào anh em xé ra dần đi, đôi chân xé ra đi. Ôi trời, anh hơi dính nước. Cái lưng ra, cái lưng không, ít lưng thì mới như vậy nhiều. Đấy, ngâm cả thân lưng rồi. Ơi, thân trời này. Nào cả chút chưa? Rồi, đấy rồi. Nào sẵn sàng chưa? Rồi đi trận chiến bắt đầu vậy. Anh em cứ làm mà để... để mà cái kiểu đá làm sao giữ lại nhất đến với anh em thì anh em càng có cơ hội thắng vào chuẩn bị này. 1, 2, 3 bắt đầu. Đổ đi, đổ vào đi. Đây em tạo anh không nhầm lại anh chẳng con này đâu có ta ra được cục đá nào. Lạnh quá. Ui ôi. Đứng dậy là chết đấy. Đứng dậy đầu tiên mất 1 triệu rồi. Thế này đi. Ôi anh mấy ơi. Lúc chưa ngâm thì nó thế này, hai lần ngâm thì không. Đứng dậy đầu tiên mất 1 triệu rưỡi nha. Thế là của em nó đi đâu rồi? Mới em tốt bạc ở trong thua thế này là chỉ cần đứng dậy là thua. Đó, đứng dậy là thua. Ui ôi. Bây giờ sẽ lấy theo gọi là số đông, anh em đồng ý là bước ra là thua hay là đứng dậy là thua? Nhưng mà có thể được. Có thể có xanh chín trong
trận chiến này thì bây giờ mình sẽ quyết định lại, đó chính là sẽ không chơi là khi nào mà bước ra phải thâu mới thua con ạ. Tức là chỉ cần nhấc cái đít ra khỏi mặt nước hay là sẽ thua luôn. Cố gắng em đi em tiếp nước và tiếp đá cho từng thâu một cho anh em ạ. Mình sẽ đi tiếp cho anh em. Mà đây là không thể anh em. Dậy mất triệu rưỡi đấy. Không ai động vào tao của em nhá. Anh tiền nhờ đứng dậy trước đi. Anh tiền rồi. Anh đừng tiền đâu. Tiền treo lên giá hết rồi. Hết rồi. Thôi. Nào, một tiền dưới nào. Em không có tiền, em không đứng lên đâu. Em có tiền đứng lên thì lãi rồi. Cảm giác là anh em hình như là mình bảo bắt cùng với ai không hay sao. Ôi, mình nghe là trong nó đã sống rồi, cứ nhìn. Cứ mình chỉ chạm tay vào nước còn vừa rất là lạnh luôn. Mà anh em vẫn ngồi được. Đấy bắt tiền lấy ngu gì vào đây. Bắt tiền lấy ngu gì vào đây. Trái súng chạy đâu hết, trái cổ súng nào. Trái cổ súng nào. Đâu, đâu, đâu. Số nào? Số nào? Sai của ta rồi. Ông của em đâu rồi à? Hay à, em bảo rồi, lúc chưa ngâm gì cổ tay mà lúc ngâm rồi. Đố với Cương là thằng đứng gần rồi đấy. Bây giờ thì kiểu bị vòi 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 nhú ấy. Ông vòi vòi. Các bạn thì không làm, không làm tài chính con trong nhà đấy. Không để ý xem là từ lẽ ra anh em ngồi thì có bao lâu rồi nhỉ? Anh về một ngày đấy. Tôi ngồi chết đi. Ui, chắc là phải khoảng 15 phút rồi đấy. Không ai đập vào không không nha. Thằng này chơi dập dình dinh thì là mất cá ra ngoài này. Quá, thôi đi. Mày đi ra thì mày nhặt cầu nhá. Mày mất triệu rưỡi á. Ui, thằng tiến này nhiều đây mà. Ui, ôi trời, của anh Cương tôi ra đây. Ui, của anh Cương tôi ra đây. Ăn 10 triệu mãi rồi, bây giờ là phải nhả ra. Nào, anh ơi, nó mất triệu rưỡi nào. Chào mừng các bạn đến với bộ phim 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 Chào mừng các bạn đến với bộ Ôi Yi không phải mất một củ. Ôi Yi không mất một củ bây giờ. Mày giỏi chứ kìa. Không tay được. Ê đừng đánh con này, đừng đánh con. Thằng này nó đã chưa, nó đừng quấy nữa. Mạnh lắm. Giỏi tay. Đừng đánh con người đó mày kìa. Ôi Yi vẫn chưa mấy tí. Wow, bây giờ sẽ còn nào là chỉ còn ba thí sinh đang coi trở lại cố cầm lại ở trong cái thau này bởi vì đứng dậy sẽ tiếp theo là một thí sinh sẽ mất 10 triệu rồi ạ. Ôi như này nếu bạn ấy kìa. Ôi em vừa nói cho các bạn biết là cảm giác mà trời nóng mà ngồi trong cái chậu nước đá nào mỗi lúc nó bị sốc một tí nó không nhiệt đấy kìa, nó lạnh quá thì mình sẽ cái người đó bảo rồi. Chơi còn một trong hai anh em này đứng dậy, một là sẽ được 10 triệu, hai là sẽ mất 500 rồi ạ. Ôi mạnh ơi, mạnh ơi. Thôi cứ cố. Hai anh em này đang cố để xem hai sẽ là người ra khỏi thau đá lạnh của mình. Tiền có tiền đứng dậy trước đi em. Anh có tiền rồi, anh có tiền.
Tôi lạnh quá, này nha, tháo này sốc nhiệt rồi đơn giản. Gần chưa? Đâu bây giờ? Quên mất là lạnh. 500 mình cũng không thể mất được, mình để nguyên. Bây giờ đang là cái thời khắc quan trọng nhất con ạ, và là ngay cấn nhất. Ai được khó trên đây không? Khó trên đây không? Không, chết luôn. Thôi đừng đáp luôn, ta lạnh rồi cứ. Thôi đi, ta đặt luôn. Đừng làm cái này, làm cái này, làm nhận đi. Đây cho em. Anh thử sách còn những cái gì đã có. Thằng này như là nó kiểu đang muốn tiêm đá con ạ. Chắc là chim mất được đá rồi. Không phải thử hay anh thấy thêm đá nữa. Thôi anh mà cho bằng anh em hơn. Bắt đầu đi nhập cờ, bắt đầu một số bộ phận bắt đầu nó khóc dần. Với anh nhà bảo là có cái gì mà hình như là mất cảm giác yêu đồ chim à. Đây, làm gì? Làm anh xa lốt cảm giác. Người nói hết là gà rồi anh. Ôi không phải là tác gì cả. Nhưng mà từ nãy giờ hai chị bên này là ngồi cũng lâu cũng lắm rồi, con đã chơi được một chục phút rồi ấy. Quá đỉnh. Nhưng mà vì sợ mất tiền nên là chưa anh em nào vậy, chưa anh em nào bị thua cả. Ngang chơi đô rồi. Đây kiểu là rèn luyện cơ thể đấy. Thôi! Thôi lắm. Thầy chống chọi thời tiết mùa đông thì tốt. Thầy nước lạnh chất to luôn. Anh em các bạn là một phần vì một nửa chân dưới từ bụng của em mà xuống bắt đầu cảm giác nóng băng không đủ bắt đầu là trận đấu ấy thì đã không mất 500 này em dành em 1 triệu thay vì mất 500 em sẽ lấy 1 triệu đó không có gì mất sớm đây thì cường như là thế là em bây giờ có cảm xúc rồi bây giờ tiến lên chết thôi hết rồi. Anh mình vào lấy đôi đồ đĩa đây ngồi nhau. Nhắm lấy tiếp đá này cho anh. Không, chỉ lấy tiếp đá thôi. Lấy tiếp đá, tiếp đá cho anh em và sẽ để anh em là lên một mức level mới còn. Ê, có ai cả? Tiếp được thêm không? Đừng thế đâu mày. Thì ở hai cái thùng nước này nó đang rất là lạnh luôn rồi ấy. Mình chỉ thò vào một tí mà cảm giác nó khát cả tay. Nó lạnh buốt luôn đấy. Ê, có ai cả lúc lọc để ngồi đào tạo nhá. À, anh em bắt đầu đào tạo đi. Ê, lấy cho tôi can nước lọc đây, uống đây rồi, đây rồi, ôi, cái này khó đảm đạo lắm, cái này bỏ đi. Đây, lấy tặng nước này uống này. Mỗi người một túi đó xem kéo là AFK trước. Vi khuẩn trong này nó chết hết rồi, anh ạ. Anh em gọi là trao đổi kinh tế này. Ôi, giờ hàng hóa đang... À, thế này, tiêu nguyên liệu, tiêu nguyên liệu. Đổ từ từ thôi, đổ từ từ thôi. Đổ xuống anh. Ôi, đổ tặng trước này. Đổ trong này này. Nó tràn gì? Không tràn. Đổ từ từ thôi, chứ nó không tràn, nó chỉ tràn nước thôi. Đấy, tôi cháy hết cả đổ. Anh cứ đổ vào chim này. Nó đây vẫn còn chim à? Cái đổ vào chỗ gần chỗ khu vực rồi. Từ mà yên thì không biết à? Mày bỏ cái đầu gối nó ra nó lại. Đấy, đây gọi là túi đá thứ tư của hai anh em mà còn lấy thêm đá. Lạnh lạnh ra. Lạnh lạnh ra. Cảm giác vẫn chưa ra luôn, chưa ai chưa cua luôn. Ui, lạnh quá. Anh, liệu cái này gâm xong dài bạc này nó không đứng dậy được. Bạc quá. Nó chỉ một tí thôi. Cho vào lò nướng, mình nướng sẽ người lười lại đi được. Hai đối thủ này đang rất là chịu khó con ạ. Một là mất 500, hai là sẽ được 10 triệu luôn. Không biết là ai sẽ là người chiến thắng đây. Chết rồi. Hay, con sâu này bị sưng à? Ôi giời ơi. Vậy là cương sấu cũng ra luôn các bạn ạ. Tức là hôm nay cương sấu đã là người chiến thắng và Tiến sẽ là người mất 500 các bạn ạ. Chết rồi. Đây đến lúc này. Xanh này. Vừa khách ta sáng luôn này. Khách. Ô. Ê. Này đưa lại.
Vậy là hôm nay là hai nhân với lại đã thua Cương xấu rồi con ạ. Đây con này. Quay em quay đây cho các bạn xem. Công nhận. Đây là đỏ hết cả người luôn. Trước mùa đông. Đây là chua đấy con ạ. Cái trước mùa đông đấy. Cái trước mùa đông em đi hái chè, em cần ngủ quên và chè. Thôi, mệt lắm quá. Bố mẹ khiêng về tận cho váy sao chè. Cho em bị kêu đi. Ủa? Anh Cương vẫn biết. Hôm nay đã có người chiến thắng rồi. Nhưng mà những anh em cũng là phát tiền đấy. Ngon rồi, em không ăn tiền. Chưa được tiền gì hết. Chúng mày là đây. Làm phát tiền đi đây. Mạnh ra đầu tiên à? Mạnh tiền rưỡi. Rưỡi em. Em 1,5 triệu. Hụt lúc mà ấm đây. Ấm đi nhỉ. Đủ chưa, đủ chưa? Vẫn còn cố, vẫn còn cố. Ôi đói mạnh nữa, còn củ rưỡi à, cái này 1 triệu là 1,5 triệu này. Đây, 2,5 triệu này, em 500 em ơi, 500 này, đây lên, đấy là 2,5 triệu rồi. Ui, tiền ra đây 7 triệu là một, tiền đóng băng luôn. 3, 4, 5, tiền nó cũng lạnh theo rồi. Đấy, đủ luôn. Đấy, tiến ra 500 nữa là em đủ. Nhưng mà đếm lại khó lắm anh ạ, dính ấy. Thôi tí tí em đếm sau. Đếm lúc 17 rồi. Đếm đi. Đây à? Đúng rồi, cảm ơn anh. Chờ xin xin lý. Ui ui, gió bỏ cái xe cả đấy. Hai anh em thấy bây giờ nó cảm giác trong người nó như thế nào? Mát mát mát. Ui, bỏ xe anh. Giờ đọc với nhau ấy tiền. Và hôm nay là trận chiến là Cương hôm nay đã giành chiến thắng rồi. Đúng là ấn chiến thắng. Đúng rồi. Đây là ở đồi trẻ như Cương nói là ngủ trên đồi trẻ quên nhiều quen đóng băng hết cả người lại. Đó. Nên là sức chịu đựng của Cương rất là tốt, tốt hơn mấy anh em ở bên dưới này con ạ. Và hôm nay thì đã có người chiến thắng rồi và trận chiến ngày hôm nay thì cảm thấy rất là vui. Nếu các bạn mà xem clip này của anh mình mà hay ấy, thì các bạn đừng tiếc một lượt like và chia sẻ với anh em mình. Và anh em mình sẽ phải dừng clip này ở đây các bạn ạ, bởi vì đã có người chiến thắng rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của nhà mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.